Cậu khùng hả? Ai cho cậu tính đây? Số tiền tôi đưa cho cậu đã quá đủ, nếu không nói là dư thừa. Tôi thấy thiếu. Cậu muốn gì? Tôi cần thêm. Bao nhiêu? Thêm 50 triệu. 500 triệu. 500 triệu? Cậu nghĩ tiền là lá cây sao? Tôi không có. Ừ, chồng bà có. Với cái bí mật mà tôi đang nắm giữ, nó đáng giá tới rất nhiều. Ba mẹ ơi, ba mẹ. Nè, bây giờ cậu về trước đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Dạ, con chào cô chú ạ. À, chào con. Dạ, thưa chú, con tới đây xin việc ạ. À, con là... Dạ, con là cháu cô Phụng ạ. Là sao? Là Hoàng Sa. Đó giờ chú đâu có nghe nhắc tới đâu, nên chú không có biết. À, bà con xa, với giả lại hồi nào đến giờ không có qua lại, em cũng quên nhắc với anh. Mà nếu ở đây anh thấy không có công việc gì cần thiết, thì mình khỏi nhận cậu ta vào cũng được, không sao anh. Không sao đâu em, cứ cho theo chú Chí học làm giường là được rồi. Dạ, con cảm ơn chú đã dẫn con ạ. À, như vậy để em đưa ra gặp cậu Chí nhà mình. Em lo chuyện này cho anh. Con đi chú ạ. Ừ, dạ con. Tôi sẽ cho cậu 100 triệu. 400. Cậu bớt cái miệng của cậu lại. Cậu nghĩ tôi làm gì có 400 triệu để mà đưa cậu? Cậu khùng hả? Sao bà cứ để tôi nhắc lại vậy? Chồng bà có. Nhưng đó là của chồng tôi. Tôi không cần biết. Tôi cũng không quan tâm bà kiếm tiền bằng cách nào. Tôi cho bà đúng 1 tháng. Còn không tôi sẽ xới tung quá khứ bà lên. Cậu dám? Được, 1 tháng. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu từ đây mà cậu dám quấy rối mọi thứ ở đây nữa, thì cậu đừng có trách tôi. Cá chết thì lưới cũng rách đó, hiểu chưa?